5 thói quen hủy hoại da của bạn. Để bản thân bị căng thẳng quá mức. Khi bị stress, cơ thể sản sinh ra hormone khiến cho tế bào da mất nước, hệ miễn dịch suy yếu, khiến cho mụn bùng phát. Thường gặp nhất là mụn ở vùng trán và hai bên cổ gốc hàm. Tắm nước nóng. Thói quen tắm nước ấm trước khi đi ngủ là tốt, nhưng nếu nước có độ nóng rát, chúng sẽ gây kích ứng khiến cho da mất đi độ ẩm và màu lão hóa, nhăn nheo. Thức khuya thường xuyên. Thức khuya sẽ khiến cho da xấu do bị thiếu nước, sần sùi lão hóa và mất đi vẻ hồng hào. Ngủ trước 23 giờ và đủ 8 tiếng mỗi đêm giúp cho máu lưu thông tốt, da hấp thu đủ dinh dưỡng và oxy, sẽ phục hồi và tái tạo nhanh chóng. Uống quá nhiều rượu. Khi tiêu thụ quá nhiều rượu bia, các mao mạch dưới da sẽ bị giãn và khiến da trở nên xỉn màu, thiếu sức sống. Về lâu về dài, da sẽ xuống sắc nhanh chóng. Ăn quá nhiều đường. Ăn ngọt làm tăng lượng đường trong máu, da mất nước, khô nhăn, dễ bị viêm da, nổi mẩn, nổi mụn và ngứa. Viêm da có thể dẫn đến vỡ mao mạch, mất đàn hồi da và gây tổn thương tới các tế bào. Đối với da nhờn hay nổi mụn thì đồ ngọt là kẻ thù số 1.